Tôi là Thúy, đến từ Bình Chánh. Tôi rất ấn tượng với dự án tại vì ở đây là được bao quanh bởi các dòng sông, cực kỳ là thoáng mát và với thiết kế 70% là màu xanh. Thì đồng thời tôi cũng đã được đi tham quan nhà mẫu của Aqua. Nhà mẫu ở đây tôi rất ấn tượng về thiết kế. Đằng trước là một khu mở với cửa rất là rộng và được kết nối với cửa sổ đằng sau cũng rất là thoáng mát. Và điểm cộng của thiết kế ở đây là có khu sân vườn ở tại tầng 3. Thì cả nhà có thể là thư giãn vào cuối tuần. Ở đây có một cái điểm cộng nữa khi tôi nghĩ về đầu tư là kết nối. Sau này khi mà sẽ xây dựng nên một cây cầu và sẽ kết nối với quận 9, quận 2 ở Hồ Chí Minh. Thì như vậy từ Aqua City đi Hồ Chí Minh sẽ rất là gần.